慢将我包围，是欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。Thanh Thanh Tử Khâm, tập 22. 最起码要等我进城之后。Ít nhất cũng phải đợi sau khi ta vào thành, ta tự có toan tính. 聊什么呢? Nói gì vậy? 你管我们聊什么? Ngươi quản chúng ta nói gì sao? 怎么? Sao hả? 谁叫你要管? Ngủ cũng muốn quản người ta sao? 否则你们半夜突然想到什么好战策? Nếu không nửa đêm các ngươi đột nhiên nghĩ ra kế sách gì, vậy không phải ta bỏ lỡ sao? Có ý gì vậy? Đừng nói ngươi muốn ngủ cùng bọn ta nha.Đúng. Đừng trách ta không nhắc nhở. Tiểu Tuyết lúc ngủ vừa ngáy dãy dụa còn nghiến răng. Hơn nữa ta không ngại. Cuộc sống trong quân doanh sơ sài, chịu đựng vài ngày cũng là điều nên làm. Ngươi không đến nỗi phải cầu kỳ như vậy chứ. Hai người cởi giày ra cho ta.Bỏ đi, quân doanh sơ sài. Đúng là như vậy mà. Ngủ cũng không biết đóng cửa sao? Chiêu Trì, Thu Trì, sao huynh lại tới đây? Trước khi trời sáng, thầy nói ra ngoài với ta một chuyến. Chỉ có hai người thôi sao?Không thì sao hả? Đừng có tỏ ra vui như vậy. Không phải đi chơi đâu. Đi tới doanh trại địch đó. Lần này tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Nếu không xảy ra vấn đề gì, ta không có thời gian quan tâm. Ta không làm bậy đâu. Tốt nhất là như vậy. Thu Trì à?Rõ ràng nhà ở ngay trước mặt mà lại không thể quay về. Chắc là huynh buồn lắm có đúng không? Chẳng có gì buồn hay không buồn. Núi Đông Di của ta, ta sẽ lấy lại ngay thôi. Đừng lề mề, mau thay đi. Ta ở ngoài đợiQuân đội của Hàn Như Tuyết bây giờ ở ngoài thành thế nào?
山君，山君，已经在城外扎营了。chúng ta cắm trại ở ngoài thành rồi. 看样子，nhìn có vẻ bọn chúng muốn một phen sống mái với chúng ta. 五方， không lo. 我已经向上头寄了信。ta đã gửi thư cho bên trên. 很快，ngài ấy rất nhanh sẽ phái người tới chi viện. 小的一直不明白。tiểu nhân mãi không hiểu. 既然他决定造反，nếu ngài ấy đã quyết định tạo phản, thì tại sao chỉ sắp xếp mỗi ngày? 嗯，啊，您当然是。đương nhiên ngài anh võ vô song.Nhưng ngài ấy quen quyền cao chức trọng, sắp xếp thêm chút binh lực, không phải càng nắm chắc hơn sao? Chỉ đạo từ bên trên, tự có đạo lý của ngài ấy. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu nhân biết sai. Đợi Hàn Như Tuyết bại trận, chúng ta sẽ lập tức theo kế hoạch ban đầu tiếp tục mở rộng về Tây. Không cần tới hai tháng, có thể đánh tới đô thành, nắm được thiên hạ. Ai thế? Làm gì vậy? Là ai đó? Chúng ta là thương nhân tập lập bố, đem tới rất nhiều thương phẩm tốt cho mấy người chọn lựa. Bọn ta không cần. Đi đi, không cần gì hết. Đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi gì cũng có. Nếu mấy người không cần, chúng ta đi thật nha. Thu Trì à, chúng ta như vậy được thật sao? Chỗ này thường có thương nhân từ bên ngoài tới. Giả vờ giống một chút đi. Hai người còn đồ gì ngon không? Đặc sản của tộc lạc bố chúng ta, bánh nướng, ăn một miếng nhỏ, cả ngày không đói. Chúng ta đi mua thử đi. Nghe giống như thiệt vậy, không biết nữa. Xuống mua thử đi. Đi xem thử xem. Đi đi đi. Sơn Như có lệnh. Không cho mua đồ, mọi người chúng ta ăn gì chứ? Đúng, lấy gì mà ăn đây? Ăn cái gì? Nhóc con, đừng làm loạn, đi. Đi chúng ta đi thôi. Ông ơi, tránh ra đi nào. Không thể ra khỏi thành. Mọi người nghe ta nói. Không thể ra khỏi thành được. Mau gọi Sơn Quân tới. Dạ. Các ngươi có đồ gì ăn ngon không? Đây là bánh nướng đặc sản của tộc lạp bố chúng ta, dùng 33 loại lương thực nghiền thành bột mịn, rồi do nữ nhân tộc lạp bố chúng ta nhào nặn từng chút thành, bỏ vào lò nướng của tộc lạp bố, nướng một ngày một đêm, nhất định rất ngon. Ngon không hả? Đúng, ngon thật. Đúng là mỹ vị nhân gian. Bánh nướng này của các ngươi chắc là đắt lắm phải không? Không đâu, không đắt. Chúng ta có duyên, ta có thể tặng cho mọi người. Tặng cho chúng ta sao? Bù lại cho chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Được, đương nhiên, vào đi. Chào mừng. Mở cửa đi. Nhiều quá ha, đúng. Đau bụng quá à, nhà sĩ ở đâu vậy? Bên kia, đa tạ. Mau xem, mọi người tới xem đi. Đều là đồ tốt hết đó. Ta sẽ đi tìm tên giả mạo. Cô ở đây đối phó. Để ta nắm như vậy một lát có được hay không? Lát nữa huynh sẽ một mình xông vào địch doanh. Ta thật sự rất lo lắng. Đợi Sơn Quân tới đi, yên tâm. Không biết Sơn Quân ở đâu nữa. Tốt quá rồi. Nhìn xem nè. Tránh ra. Sơn Quân tới rồi. Sơn Quân. Xem ra đồ tốt ngoại tộc đem tới. Rất là hay. Giải tán. Giải tán hết đi. Ngươi đến từ Lạp Bố sao? Đúng. Bảo là hai người cơ mà. Một người nữa đâu? Người còn lại đi vệ sinh rồi, sẽ về ngay thôi. Thật chứ? Dạ thật. Sơn Quân à, nghe nói ngài cho phép bọn tôi nghỉ ở đây. Vô cùng đa tạ ngài. Ngài đúng là người tốt. Ta không những tốt, mà còn là một tình nhân tốt nữa. Ngài, cô nương Tây Vực đúng là không tầm thường chút nào. Mắt to, da nõn nà. Sơn Quân à, ngài muốn làm gì vậy? Chẳng phải cô nói muốn ở lại đây sao? Đương nhiên, phải phục vụ tốt cho ta rồi.
Sơn Quân đừng như vậy. Còn xấu hổ sao? Cả thành trì này đều là địa bàn của ta. Thu Trì à, xin lỗi. Đáng ghét. Nơi này nhiều người. Sơn Quân à, ngài biết không? Thật ra ta đã muốn dứt bỏ tên quỷ nghèo đói kia lâu rồi. Đi theo hắn thì có gì tốt đẹp đâu. Thực ra ta vừa mới nhìn thấy ngài, một người anh tuấn tiêu sái như vậy, ta rất là ngưỡng mộ. Tốt, vậy thì theo ta về, cùng vui vẻ nào. Dạ được. Đi. Không ngờ hộ vệ lại nghiêm ngặt như vậy. Đường thông lên núi đã bị chặn rồi. Làm thế nào mới không thể kinh động bất cứ hộ vệ nào trên núi? Mỹ nhân, xem thành Thanh Châu được ta bố trí đi. Với số nhân mã này của ta, người của Hàn Như Tuyết tuyệt đối không thể tấn công vào được. Sơn Quân à, ngài xem, đó là gì vậy? Có chuyện gì vậy mỹ nhân? Ta vừa thấy có một người nằm ở nơi đó, bất động nhìn chúng ta, đúng là đáng sợ. Người đâu? Có. Sơn Quân, có khi nào là người do thám tình hình Hàn Như Tuyết phái đến hay không? Đuổi theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ. Mỹ nhân yên tâm, người của ta nhất định có thể bắt được chúng. Dạ. Sơn Quân, mau đi thôi. Được. Thế nào gọi là không biết? Các ngươi phụ trách tuần tra mà hai người sống sờ sờ chui ra ngoài mà cũng không biết là sao? Phó công tử, bọn ta chỉ phụ trách không để kẻ địch chuồn vào, chứ không phải không cho binh sĩ trốn ra. Là công tử và dân nhân cô nương, vừa không phải kẻ địch, vừa không phải binh sĩ. Hai người họ muốn đi đâu, làm sao quản? Vậy thì giờ ta lệnh cho ngươi lập tức tìm họ về đây. Ngài có binh quyền không? Vậy thì xin lỗi, bọn ta không thuộc quyền quản lý của ngài. Ta thấy ngài đi tìm hạ nhân của phó phủ giúp ngài tìm thì hơn. Làm gì đó? Ai cho phép ngươi nói chuyện với phó công tử như vậy? Xin lỗi Hàn tướng quân. Về vị trí đi. Dạ. Phó Diễn Chi, sao ngươi lại giận dữ vậy? Hàn Như Tuyết, ngươi là có ý gì đây? Ý gì chứ? Sao ngươi không nóng ruột chút nào vậy? Phó Diễn Chi, ngươi nói vậy là có ý gì? Bọn họ vào thành rồi. Thì có sao? Sao ngươi có thể tự quyết sau lưng ta? Ngươi mau đi tìm họ về đây. Diễn Chi à, họ đang ở trong thành. Bây giờ phái binh đi tìm, chỉ đánh rắn động cỏ. Hai hai người họ mà thôi, là họ không nghe lệnh trước. Lệnh của ai? Hai canh giờ. Ta chỉ cho họ thời gian hai canh giờ. Nếu không quay lại, ta bắt buộc phải xuất binh. Đừng trách ta không từ thủ đoạn. Chắc ngươi cũng rõ nếu ta có mệnh hệ gì, phụ thân ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lạc Thu Trì, hai canh giờ, ngươi có thể quay về không? Tên nhóc kia đáng ghét quá. Chẳng trách Sơn Quân lại thấy hắn phiền như vậy. Ta cũng thấy hắn phiền chết được. Hay là trừ khử chướng ngại này đi. Hồ đồ, Sơn Quân không cho chúng ta làm vậy. Giả lại giết hắn, chẳng phải sẽ khiến Hàn tướng quân lỡ dở sao? Ta nói ngươi phải giết người sao? Vậy chứ làm gì? Ta có cách. Có thể khiến cho hắn sống không bằng chết. Sơn Quân,
Sơn Quân. Sơn Quân. Sơn Quân à. Sơn Quân. Sơn Quân, ngài thật sự không quan tâm đến thích khách kia nữa sao? Hắn dám đến thì đừng hòng thoát được. Người của ta có thể bắt được hắn, cần gì ta phải ra tay? Sơn Quân đúng là lợi hại. Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào thôi. Nhóc con. Sao nàng lại biết đây chính là phòng của ta vậy? Trên người Sơn Quân có mùi vị nam nhân đặc biệt. Ta vừa ngửi là biết ngay. Đúng. Nào. Vào thôi. Hai người canh cửa cho ta. Tiểu nữ nhân, ta đến đây. Tiểu nương tử. Sơn Quân à. Ngài có muốn chơi trò kích thích hơn hay không? Nghịch ngợm. Đi đi. Qua bao lâu rồi? Bẩm tướng quân, còn thời gian một chén trà nữa. Biết rồi. Hàng tướng quân, còn không lo sao? Phó diễn chi, ta tin Lạc Thu Trì nhất định có thể trở về kịp trong khoảng thời gian một chén trà. Xem ngươi còn dám động vào ta hay không. Bây giờ gan của cô càng ngày càng to ra nhỉ. Cô còn dám làm loạn nữa. Quân nghe ta giải thích đi. Lần này ta không làm loạn thật mà. Giải thích gì? Ta đã nhìn thấy rồi. Vừa nãy tay hắn ôm eo của cô. Ta... Ngươi là đồ lưu manh. Ai cho ngươi sờ soạn chứ? Cô còn dám sờ vào hắn nữa sao? Ta... Chuyện xảy ra đột ngột, ta mới tự ý quyết định. Nhưng bây giờ chúng ta đã an toàn rồi. Ra tay được hay không, ta sẽ tự nghĩ cách. Cô có biết chuyện này nguy hiểm không? Có gì mà nguy hiểm? Ta diễn dở như vậy, ai mà nhìn ra? Vậy nếu ta không xuất hiện thì sao? Không lẽ diễn giả thành thật luôn hả? Quynh xuất hiện rồi còn gì? Sao Quynh lại vô lý như vậy? Rõ ràng ta làm mọi thứ rất tốt, rất thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn. Quynh còn mắng ta nữa. Ta cũng chỉ muốn giúp ích sức thôi. Sao Quynh không thể khen? Dù có thành hay không cũng không được. Tại sao? Không phải ta là nữ chứ. Ta biết võ lại có sức khỏe. Nam nhân các Quynh làm được gì? Không liên quan chuyện đó. Chứ sao? Là gì? Vì chuyện gì? Ta lo cho cô được chưa? Quynh nói là không cần ta nữa mà. Vậy lo lắng làm gì chứ? Có phải Quynh vẫn không buông được ta, không nỡ bỏ ta có đúng không? Điều tra thân phận của hắn. Quynh, sao không để ý đến ta vậy? Tại sao không để ý? Rõ ràng chúng ta đều thích nhau. Quynh có nghe thấy ta nói không? Thu Trì, Quynh... Cái gì vậy? Quân lệnh. Để làm gì? Tại sao ngươi lại có quân lệnh? Không lẽ Đông Di Sơn Quân
lại còn là tướng quân à? Nói, nếu không nói, có tin ta dặn gãy cổ ngươi không? Ta là Trương Hợp Lượng, một tướng sĩ trong hàng ngũ trấn thủ biên cương. Ta không có ý muốn tạo phản. Ta chỉ nghe theo lệnh của triều đình. Lệnh của triều đình? Người nói hay thật đó. Triều đình kêu ngươi phản họ hay sao? Đúng là bịa chuyện mà. Nghe ta giải thích đi. Người chỉ đạo ta trước giờ chỉ phái thuộc hạ áo đen của hắn bịt mặt tới truyền thư thôi. Ta căn bản không biết gì. Ta dám khẳng định người đó chắc chắn là đại quan trong triều đình. Hắn toàn tặng cho ta bạc vàng. Tin tức của hắn đưa ta toàn là cơ mật triều đình. Cho nên hai năm nay ta mới có thể từng bước thăng lên làm giáo úy. Nếu không có người đó ở phía sau giúp đỡ, ta đâu có năng lực điều động binh sĩ đâu. Hắn cho ngươi tiền là ngươi dám tạo phản sao? Ta chỉ là một giáo úy nhỏ, biết đâu có ngày chết ở xa trường, có khi còn chẳng có lấy cổ quan tài. Người đó hứa hẹn với ta, chỉ cần ta nghe lời, sau này chắc chắn sẽ dẫn ta lên kinh thành làm quan, cưỡi bạch mã, mặc quân trang. Ngươi vì thăng quan tiến chức mà dám dẫn theo huynh đệ của mình tạo phản, đây là tội chết, ngươi không biết sao? Đó là vì các ngươi không biết. Mấy năm nay quốc khố triều đình eo hẹp, chúng ta chỉ có quân lương cũng ngày càng bị cắt xén. Các ngươi ở kinh thành giường cao gối mềm, còn tướng sĩ trấn giữ ở biên cương chúng ta còn chẳng được ăn no. Có bao nhiêu huynh đệ đói đến chết, lạnh đến chết. Cho đến hai năm trước, có một người áo đen mang tiền và vật tư tìm đến ta. Dù gì cũng phải chết. Người nói đi, ta nên quyết định thế nào bây giờ? Vậy ngươi không muốn biết người sai khiến ngươi là ai à? Quan trường phức tạp nhiều hiểm ác, những chuyện rắc rối trong triều đình đâu phải một nhân vật nhỏ bé như ta có thể tìm hiểu sâu chứ. Người ta không muốn nói, ta cũng không thể hỏi. Biết càng nhiều thì càng khó giữ cái miệng quèn này. Hơn nữa, người đó để ta nghỉ ngơi suốt 2 năm, mãi tới lần này mới phái ta thay Đông Di Sơn Quân làm phản. Ngươi nghĩ thử xem, chuyện này ta phải nên làm. Đó là chuyện đương nhiên rồi, không có gì phải hối tiếc cả. Như thế ta nói có lý không? Được. Ngươi xuống núi cùng ta, giải thích rõ ràng với bách tính Thanh Châu, rút người của ngươi khỏi Thanh Châu. Được. Ngươi nói gì cũng được hết. Còn một việc nữa, ta muốn ngươi viết một bức thư cho đại quan đó. Ôi, quá cao quá nguy hiểm, đường thục khó, khó hơn lên trời. Tàm tùng và ngư phù, khai quốc nơi xa xôi. Cô dám cử động ta sẽ giết. Ta giết xong rồi. Ngươi giữ mạng được rồi đó. Ai cho ngươi nằm? Tiếp theo phải chứng minh với các hương thân.
圣君。啊，你们các người xuống núi cùng ta, 在这守着了，đừng canh giữ ở đây nữa. 是。rõ. 你们走前面，带路。các người đi trước dẫn đường đi. 是。dạ. 走。đi.Sơn Quân, không bắt được thích khách, để hắn chạy mất rồi. Không bắt được thì thôi, lùi xuống hết đi. Ta dẫn mỹ nhân đi dạo. Dạ.Không được cử động.Bắt lấy cô ta. Nói. Người còn lại ở đâu? Bắt hắn lại cho ta. Cẩn thận.Tướng quân, hai canh giờ đã đến. Dạ. Xuất binh đi. Không được. Tùy tiện xuất binh sẽ chỉ làm loạn kế hoạch của Lạc Thu Trì. Kế hoạch của bọn họ đã đâm đầu vào chỗ chết.Ta nói không phải người có chiêu sao? Sáng giờ ở đây kiếm chuyện. Đúng. Theo lý mà nói thì thuốc sớm đã có hiệu quả rồi. Bảo vệ sơ quân. Mau bảo vệ. Các hương thân. Bắt lấy bọn chúng. Bắt lấy hắn. Bắt lấy. Lên. Mau bắt lấy.Cẩu tặc, mau thả Sơn Quân ra. Làm sao bây giờ? Hắn không phải đồng di Sơn Quân. Hắn chẳng qua là nhờ vào các người để chống cự triều đình thôi. Bọn ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Đúng. Dựa vào cái gì? Ngươi nói ngài ấy là giả, vậy ai mới là thật? Người thật chính là ở đây. Mọi người nhìn kỹ đi. Người bên này mới thật là đồng di Sơn Quân. Ngươi tưởng bọn ta già cả mắt mờ sao?Ai mà không biết Sơn Quân là một người có hàng râu dài, khuôn mặt khó ưa, nhưng tâm địa lương thiện. Tên cẩu tặc nhà ngươi nhìn thì ra dáng, nhưng ổng à ổng ẹo, làm sao có thể là Sơn Quân? Đúng. Sáng có thể. Không thể nào. Thu Trì, Quân thật sự bị chính bản thân làm cho thiệt thòi rồi. Bây giờ Quân như vậy không giống. Mọi người nghe ta nói, đừng để hắn lừa. Hắn muốn dựa vào mọi người để giết ta, để khiến mọi người làm cho lầm ngựa cho triều đìnhBọn họ đánh Sơn Quân. Đợi đã. Ngươi, Thu Trì, đây là... Ngươi là giả.
Đừng tưởng ngươi để lại hàng râu lớn là có thể giả mạo Sơn Quân thật. Ta biết tướng mạo thật của Sơn Quân. Lễ hội thần qua, ngày ấy có ăn mì hoành thánh ở sạp hàng của ta. Ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Người ấy mới là thật. Chủ tiệm ông chắc chứ? Tuy ta lớn tuổi nhưng không tệ. Ngày ấy mới là thật. Sơn Quân, đằng sau có quan binh, chúng ta bị dây rồi. Thằng tướng quân, người giao cho huynh đó. Ngươi chính là Đông Di Sơn Quân sao? Nào, giam hết cả thổ phỉ. Dạ. Hắn là giả đó. Không biết thật hay giả nữa. Ngươi đúng là tệ. Đã quá giờ rồi. Có sự cố ngoài ý muốn thôi. Sơn Quân, đa tạ ngài, lại lần nữa cứu mạng bọn ta. Tiêu rồi, quên khớp khẩu cung với mọi người. Làm sao đây? Sơn Quân, Lạc Thu Trì, tại sao bọn họ lại gọi ngươi là Sơn Quân? Sơn Quân, ngài chết thảm quá. Đứng lại. Chuyện gì thế? Không biết nữa. Các ngươi là người của Đông Di Sơn Quân. Sơn Quân của chúng ta chết rồi. Bỏ cái tay của ngươi ra đi. Làm cái gì vậy? Ta nói ngươi biết, dám bất kính với Sơn Quân bọn ta. Cẩn thận, ta không khách khí. Sơn Quân chết rồi. Sơn Quân à. Sơn Quân. Lạc Thu Trì, cho dù ngươi không phải Đông Di Sơn Quân, thì điểm nghi vấn trên người ngươi cũng rất nhiều. Sớm muộn ta cũng sẽ nhìn thấu. Ta rửa mắt vợ mong đây. Ngươi sao vậy Phó Diễn Chi? Không sao. Ta không sao. Hay là gọi đại phu? Không cần. Ta về thu dọn hành lý trước. Thuốc này đã thật sự phát tác rồi. Được đó. Chuyện gì vậy? Sơn Quân, vừa rồi hắn đã dùng thuốc giải chết của ta. Chút nữa sẽ tỉnh. Hai người cũng thông minh quá rồi. Cô xem, đúng vậy. Được rồi, ở đây nhiều người tai mắt phức tạp. Quay về đi. Chuyện ở thành Thanh Châu cuối cùng cũng khép lại. Còn có một chuyện. Tên hàng giả đó nói là có đại quan trong triều sai khiến, hắn mới dám khởi binh. Nhưng hắn chưa từng gặp người đó, hắn cũng không thể nào chỉ ra đại quan trong triều. Có khả năng là hắn vì thoát tội nên mới cố ý du quan. Là thật hay giả, nếu thật sự có người này chúng ta tra ra là được. Thành trung sự vụ không nhiều. Trong thành không nhiều đồ ăn, đây đều là chút tấm lòng của mọi người. Xin hai vị nhận cho. Đa tạ. Cầm lấy đi. Tiểu tử, có thời gian thì quay lại. Ta gói hoành thánh cho ngươi ăn. Đa tạ. Còn cô nương đó, lần đầu gặp mặt ta đã biết hai người là một đôi. Quả nhiên hai người vẫn ở bên nhau. Lúc đánh trận cũng có thể ở bên cạnh ngươi. Tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, cũng nhất định có thể cùng ngươi vượt qua hết tất cả. Không tiễn nữa, thượng lộ bình an nha. Cầm lấy, đa tạ đa tạ. Cầm lấy ăn đi đường nha. Nhớ quay trở lại thăm bọn ta. Cầm lấy nè.
cầm hết đi. Bảo trọng. Hàng tướng quân, Hàng tướng quân xin bảo trọng. Là Hàng tướng quân đó, tuổi trẻ tài cao. Hàng tướng quân, Hàng giáo đầu đúng là đẹp trai. Vào đi. Còn nữa, không phải đã nói gọi ta là Hàng Như Tuyết sao? Hàng Như Tuyết. Hàng Như Tuyết. Được. Lên đường. Thu Trì, Quynh thật sự không vào cung lãnh thưởng sao? Lần dẹp loạn này, Quynh đã lập được công rất lớn, nhất định Hàn Như Tuyết sẽ không tham công đâu. Ta chỉ vào đại điện khi ta đạt được trạng nguyên thôi. Thu Trì, Giang Nhân Công. Giang Nhân Công, có nhìn thấy nhị cô nương theo đội quân về rồi, bình an vô sự. Thông báo phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn ngon, chờ ta hồi cung rồi làm lễ tẩy trần cho nó. Nhị cô nương không muốn về, khoảng thời gian này cô ấy muốn ở lại học viện. Ta biết rồi. Khẩu dụ của bệ hạ. Hàng Như Tuyết, có thần. Lãnh quân bình định Thanh Châu có công, hoàng ân rộng lớn, nay miễn cho ngươi hình phạt bảo vệ học viện, về cung phục chức, năm sau nhận chức, thưởng cho ngươi một kim bài miễn tử. Tạ bệ hạ. Phó Dĩ Chi, có Thảo Dân, đi theo tướng quân dẹp loạn lập công, hoàng ân rộng lớn, nay thưởng cho ngươi hoàng kim trăm lượng. Tạ hoàng thượng. Phó công tử trẻ tuổi vậy lại dám đi theo quân đội, đúng là hữu dũng hữu mưu. Các vị quá khen, tiền đồ chắc chắn sẽ vô cùng rộng lớn đó. Đa tạ các vị. Lần này làm không tệ, vậy nói với mẫu thân con nhất định bà ấy sẽ rất vui. Người cùng về với con đi, mẫu thân sẽ càng vui hơn. Đi thôi. Cái tên Phó Diễn Chi này hay thật. Không phải ngươi nói Lạc Thu Trì chính là Đông Di Sơn Quân sao? Lần này nhất định sẽ làm bại lộ thân phận của hắn. Bây giờ thì hay rồi, tên Sơn Quân tạo phản là giả, Sơn Quân thật thì chết rồi. Không phải ngươi vì lập công mà bẫy ta chứ? Tất nhiên không. Tên Sơn Quân đã chết kia cũng là giả, Lạc Thu Trì mới là thật. Vậy đưa ra chứng cứ đi. Khang Thần Dương, người đợi thêm một chút.
Bổn Vương lười chờ đợi rồi. Bổn Vương cho rằng con trai của Phó Diễn Khê sẽ có chút bản lĩnh. Bây giờ xem ra đúng là đứa nhóc nghĩ mũi chưa sạch, đầu dài sợi tóc thôi. Bổn Vương không có thời gian chơi đùa. Về đi Khang thân. Đại cô nương, ta không ăn, lùi xuống đi. Thế huynh, thế huynh, rốt cuộc huynh đi đâu vậy? Sao bây giờ huynh mới về? Huynh có biết muội lo cho huynh thế nào không? Đa tạ. Thế huynh, muội biết huynh vẫn còn giận muội vì muội đã lừa A Tuyến. Sau này Thụ Di không làm vậy nữa. Sau này dù Thế Huynh có nói gì, Thụ Nhi cũng sẽ nghe theo. Thật à? Thật. Phụ thân rốt cuộc vào tháng 3 9 năm trước người đã làm gì? Những chuyện này không liên quan con. Đừng hỏi nữa. Sao lại không? Người biết những chuyện người làm sáng chút nữa đã hại cả cuộc đời con không? À Tuyến, cô đừng nói chuyện này nữa. Con không muốn về. Khoảng thời gian này Giang Nhân Công vẫn luôn lo cho nhị cô nương, còn đem đến điểm tâm và y phục cô thích nhất. Chỉ sợ cô về chịu lạnh chịu đói. Tiểu hầu tử, là A Tuyến đến thăm ngươi sao? Cô ấy còn giúp ngươi lập bài vị nữa. Tránh ra!